tạm biệt chưa lâu, kênh YouTube Thơ Nguyễn tuyên bố trở lại với gương mặt mới. Thanh niên bị vợ phát hiện đi với gái chỉ qua chi tiết nhỏ. Cô gái lập di chúc để lại tiền cho mối tình đầu. Yêu nhau 8 năm không cưới, anh đi nghĩa vụ 1 tháng em đã lấy chồng. Chuyện thật như đùa, cô gái gặp bồ cũ và trà xanh ngay tại chùa Hà.